xem bói tử vi tuổi Tý năm 2023 xem bói tuổi Tý 2023 quý mão công danh sự nghiệp tiền bạc vật chất tình duyên gia đạo sức khỏe vận hạn luận giải chi tiết tử vi các tuổi Mậu Tý 1948 canh Tý 1960

Tổng quan vận hạn năm 2023 của người tuổi Tý tuổi Tý năm 2023 vận trình của người tuổi Tý vẫn chưa có nhiều khởi sắc so với năm trước đó. Do phạm hình thái tuế, lại bước vào năm thứ hai của hạn Tam tai, con giáp này cần chú ý tới mọi lĩnh vực của đời sống, từ công việc tài vận đến sức khỏe. Điểm sáng duy nhất của Tý trong năm Quý Mão 2023 nằm ở phương diện tình cảm đào hoa xuất hiện người độc thân có thêm nhiều cơ hội thoát ế người đã có đôi cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng gia đình luôn là nguồn động lực lớn lao giúp bản mệnh đứng vững trước mọi khó khăn và sóng gió do trong năm vẫn còn nhiều vận hạn nên con giáp này cũng cần cân nhắc đối với việc xuất hành hạn chế đi xa cẩn trọng khi đưa ra các quyết định lớn như kết hôn làm nhà đặc biệt bạn được cảnh báo nên kỵ sông, kỵ nước, hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân. Hai, tử vi sự nghiệp năm 2023 của tuổi Tý tử vi tuổi Tý 2023 chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Mão tương hình, đường công danh sự nghiệp vẫn còn nhiều trông gai và thử thách. Lúc này rất cần sự bền tâm bền trí của bản mệnh mới mong chiến thắng được số phận đây cũng là năm giữa của hạn tam tai nhiều vấn đề bất lợi ập tới khiến bản mệnh phải đối diện với nhiều rắc rối khó xoay sở trong một sớm một chiều để có thể thay đổi vận mệnh cần chủ động nắm bắt cơ hội mới tích cực vận động trong khó khăn thì nhất định sẽ có thể tìm được ánh sáng nơi tam tối năm nay còn cho thấy có họa tiểu nhân treo trên đầu tí dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng thị phi điều tiếng đủ vấn đề môi trường công sở vốn phức tạp càng cần chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ thường ngày bạn nên cố gắng xây dựng mối quan hệ hài hòa với mọi người vừa tốt cho công việc vừa hạn chế những khúc mắc không đáng có tuy hung vận khá lớn song sự chăm chỉ vốn có sẽ giúp thành tích công việc của bạn dần dần được nâng cao chính ấn cho thấy trong năm bạn cũng nên tích lũy kiến thức chuẩn bị cho sự đột phá về sau này 3. Tử vi tài lộc năm 2023 của tuổi Tý bói tử vi chọn đời miễn phí, cục diện tương hình và họa tam tai 2023 cảnh báo cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng dễ hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng. Tài vận chưa thật sự ổn định lại thêm hung tinh kiếp tài chủ về hao tài sung chiếu nhắc nhở người cầm tinh chuột cần đề phòng mất tiền mất của. Đầu tư kinh doanh trong năm phải toan tính thật thận trọng kẻo sai một ly đi một giảm. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình nên bạn còn có thể bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại đã đến lúc tuổi Tý cần chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Bốn, tử vi tình duyên năm 2023 của tuổi Tý may mắn gặp được ngũ hành tương sinh với địa chi của năm 2023, lại có cả hai đại cát tinh là hồng loan và thái âm chiếu mệnh đường tình duyên của tuổi tý đón nhiều tin tích cực tuy nhiên bạn cũng nên rõ ràng trong vấn đề tình cảm tránh những hành động mập mờ dễ gây hiểu lầm đặc biệt là không nên đứng núi này trông núi nọ hay qua lại với nhiều người cùng một thời điểm các cặp đôi cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng đôi bên trở thành điểm tựa tinh thần hỗ trợ cho nhau nhiều mặt trong cuộc sống những điều này giúp mối quan hệ thêm ngọt ngào Vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung, góp phần giúp gia đạo ấm êm. Những niềm vui đến từ tinh thần phần nào cũng giúp bản mệnh giải tỏa được áp lực về mặt cơm áo gạo tiền trong cuộc sống thường ngày. Hạnh phúc quả thực có thể tạo ra sức mạnh lớn lao để bạn dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn. Nam tử vi sức khỏe năm 2023 của tuổi Tý trạng thái tinh thần có phần xa sút do áp lực công việc và những lo toan cuộc sống. Tý nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Thường ngày nên điều tiết tâm lý, tránh những kích thích không cần thiết. Bạn nên tư duy theo chiều hướng tích cực hơn. Khi đó mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng nếu có ý định tập luyện nâng cao thể trạng, bạn cũng nên chọn cường độ thích hợp, tránh các hoạt động quá sức. Bản mệnh chỉ cần tập vừa phải, đều đạn. Quan trọng là duy trì thói quen mỗi ngày để cơ thể được hoạt động trong điều kiện phù hợp là được. Năm 2023 này, việc xuất hành đi xa nên được tính toán thận trọng. Nếu có thể tránh thì tốt nhất nên tạm gác lại kế hoạch di chuyển, còn nếu là việc không thể thay đổi thì bạn nên giữ an toàn toàn cho bản thân. Đặc biệt, bạn được cảnh báo nên kỵ sông, kỵ nước. Tránh hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân. 6 tử vi 2023 tuổi tí chi tiết từng năm tuổi tí sinh năm 1948 người tuổi mậu tí sinh năm 1948 bước sang năm 2023 đã ở tuổi ngoài thất thập, sức khỏe là vấn đề cần được quan tâm chăm sóc hàng đầu. Do ảnh hưởng của hình thái tuế 2023 nên sức khỏe có phần giảm sút lúc này bản mệnh nên chú ý nghỉ ngơi sinh hoạt khoa học suy nghĩ tích cực thì bệnh tật tự bị đẩy lui tinh thần thoải mái nhẹ nhõm thì cơ thể tự khắc sẽ khỏe mạnh rất may là gia đạo hài hòa con cháu ngoan ngoãn giỏi giang nên cũng mang tới nguồn động lực tinh thần rất lớn cho con giáp này ở tuổi này bạn có thể cậy nhờ con cháu không nên quá sức đảm đương kẻo rước nhọc vào thân Tuổi tí sinh năm 1960 đa phần người tuổi canh tí sinh năm 1960 đều đã về hưu. Cuộc sống có đôi chút xáo trộn về nếp sinh hoạt nhưng không gây ra ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần bản mệnh điều chỉnh lại một chút là không có vấn đề gì đáng ngại. Thường ngày, bạn có thể thường xuyên trò chuyện với con cháu, bạn đời để tâm lý thư thái, cũng là giúp gia đình hòa thuận. Những người vẫn còn trong thời gian làm việc hay kinh doanh sản nghiệp có thể gặp nhiều vất vả hơn. Toàn tính không theo kịp tình hình thực tế khiến bạn phải chật vật điều chỉnh. Đôi lúc cũng phiền lo vì những thua thiệt. Tuổi tí sinh năm 1972 hình thái tuế khắc chế, công việc hay làm ăn của người tuổi này trong năm 2023 đều gặp phải những trở ngại nhất định. Sự thận trọng nên được đặt lên hàng đầu cạnh tranh nhiều hơn, bản mệnh cũng có thể bị tiểu nhân hay đối thủ gây khó dễ. Không phải lúc nào người khác tỏ ra sởi lời là cũng thật tâm tốt với mình. Bạn nên có lòng đề phòng để không bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt công lao. May mắn là tình cảm gia đình được củng cố chắc chắn. Gia đình luôn ngập tràn tiếng cười nhờ sự đoàn kết của các thành viên. Mọi người luôn quan tâm và lo lắng cho nhau nên gia đạo vô cùng êm ấm vợ chồng cũng có sự thấu hiểu và bao dung. Tuổi tí sinh năm 1980 tư bản mệnh đang ở độ tuổi chín của sự nghiệp. Chắc chắn sẽ có nhiều tham vọng mà mục tiêu lớn lao muốn thực hiện. Song vận khí chưa thực sự ổn định dù làm việc lớn việc nhỏ đều cần cân nhắc cẩn thận. Năm có họa tam tai treo trên đầu. Mọi việc nên được tiến hành tuần tự, có kế hoạch rõ ràng. Đặc biệt, bạn nên kiên trì với những việc mình đang theo đuổi. Chớ nên bỏ dở nửa chừng kẻo vừa hoài phí công sức từ trước đó mà sau này dù có muốn khởi động lại cũng dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Cạnh tranh trong năm cũng không phải là ít. Kiến nghị con giáp này phải có lòng đề phòng người và tỉnh táo trước những lời mời gọi hấp dẫn nhưng không cần đánh đổi quá nhiều kẻo rơi vào bẫy dập. tuổi tí sinh năm 1996 với người tuổi bính tí sinh năm 1996, năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều thách thức dành cho con giáp này. Khó khăn, vất vả là điều không thể tránh khỏi nhưng đồng thời đó cũng là cơ hội để bạn rèn rũa bản lĩnh và tích thêm những kinh nghiệm quý giá. Trong các mối quan hệ bạn tốt nhất nên giữ thái độ cầu thị và biết lắng nghe, hạ thấp cái tôi để luôn giữ được ấn tượng tốt đẹp với người xung quanh. Bản mệnh là con giáp có cá tính mạnh. Song đôi khi cũng chính vì thế mà gây nên khúc mắc với người khác. Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc, dù là người độc thân hay người đã có đôi đều có nhiều trải nghiệm vui vẻ. Đặc biệt, người độc thân nên chủ động mở lòng mình, đón nhận sự quan tâm và theo đuổi từ người khác giới để sớm tìm được một nửa phù hợp. Tuổi tí sinh năm 2008 bói tử vi trực tuyến, sang năm mới. Tình hình học tập thi cử của tuổi mậu tí có tiến triển tích cực. Tuy nhiên, tâm tính nảy sinh nhiều bất ổn, nếu không được gia đình và giáo viên kịp thời động viên khích lệ e rằng sẽ bị thụt lùi về thành tích hoặc gặp phải những rắc rối liên quan đến bạn bè hoặc ngoài xã hội. Tình hình sức khỏe của bản mệnh ổn định, cần quan tâm đến vấn đề phát triển song song thể chất và tinh thần. 7 Tử vi tuổi Tý năm 2023 chi tiết từng tháng tử vi tháng 1 năm 2023 thời điểm này nếu không chú ý ngôn từ và hành động. Bạn có thể làm mất lòng lãnh đạo hoặc hình thành mâu thuẫn với đồng nghiệp chỉ vì sự thẳng tính quá mức cần thiết của mình. Tử vi tháng 2 năm 2023 tuổi tí được cho là có xu hướng suy nghĩ chủ quan và chảnh mảng hơn, cũng vì thế mà dễ gây ra những sai lầm vốn không đáng xảy ra. Hơn nữa, thái độ buông thả của bản mệnh cũng có thể khiến người khác có cái nhìn không tốt về bạn. Tử vi tháng 3 năm 2023 tài vận sẽ có nhiều biến động, chủ yếu theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu thông minh hơn, mua sắm cũng cần có lý do chính đáng, trách vì yêu thích nhất thời mà vung tay quá chán. Tử vi tháng 4 năm 2023 Người tuổi Tý sẽ có một số cơ hội về tài lộc trong tháng này, tuy nhiên khả năng nắm bắt cơ hội của bản mệnh không được nhanh nhạy lắm. Đôi khi còn vì vài sự trần trừ và do dự, bạn dễ đánh mất những lợi thế vốn thuộc về mình. Tử vi tháng 5 năm 2023, vận may về sự nghiệp sẽ tới với tí trong tháng này. Con giáp này dễ lọt vào mắt xanh của cấp trên nhờ những nỗ lực bền bỉ cũng như khả năng xoay sở tình huống của mình, thậm chí còn có cơ hội được thăng chức. Tử vi tháng 6 năm 2023 đây sẽ là một tháng tuổi tí gặp phải nhiều áp lực trong sự nghiệp, thậm chí có người phải đối mặt với những sự chèn ép từ bộ phận quản lý hoặc đồng nghiệp xấu bụng. Từ vi tháng 7 năm 2023. Công việc nhìn chung có sự thuận lợi hơn, cũng có người nhanh chóng nắm bắt cơ hội thì có thể được đề bạt tiến cử. Các chế độ phúc lợi, đãi ngộ có thể được cải thiện nếu bạn có các chứng chỉ chuyên môn. Tử vi tháng 8 năm 2023, người tuổi Tý đón những cơ hội nhất định về phương diện sự nghiệp. Bạn càng chăm chỉ và tự giác, thể hiện được trách nhiệm của mình thì càng dễ nhận được sự quan tâm của quý nhân. Tử vi tháng 9 năm 2023, người tuổi Tý có ít cơ hội phát triển sự nghiệp trong tháng này. Đã vậy, bạn còn vấp phải nhiều sự cạnh tranh đến từ đối thủ, những hành động sốc nổi có thể khiến bạn tự chuốc lấy phiền phức. Tử vi tháng 10 năm 2023. Người tuổi Tý cần có sự chủ động và mạnh dạn hơn trong mọi việc. Bạn càng xông xáo sẽ càng dễ giành được phần thắng về mình, nhất là trong các cuộc cạnh tranh. Con giáp này cũng có thể được anh em bạn bè giới thiệu cho một số dự án hợp tác phù hợp. Tử vi tháng 11 năm 2023, vấn đề sức khỏe của tí trong tháng này không mấy khả quan, chủ yếu là các vấn đề liên quan tới gan, túi mật. suy giảm chức năng thận, ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc thường ngày. Tử vi tháng 12 năm 2023, tuổi tí đón những cơ hội rõ ràng về việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Kế hoạch được triển khai trơn tru hơn do đây cũng là tháng cuối năm nên khó tránh khỏi cảm giác vội vàng chạy nước rút do đó bạn cũng nên tính toán cẩn thận tránh nóng nảy mà hỏng việc